Hôm nay thì ở Kinh Bắc bên chúng em lại xin giới thiệu đến các bác về một bộ sản phẩm bàn ghế mẫu truyện tranh được làm theo lối mộng tàu. Và cái chất liệu gỗ ở đây thì bên em sử dụng đó là dòng gỗ hương, hàng chọn gỗ bông sần, một trong những cái dòng gỗ cực kỳ là đắt đỏ và có cái giá trị nó ngang với cái dòng gỗ hương Lào hoặc là gỗ hương Việt. Và cái mùi thơm của gỗ hương bông sần này nó cũng rất là thơm. Và chất gỗ thì cực kỳ là cứng, lặng, chắc và đanh. Và đây là một trong những cái sản phẩm có thể nói là hàng của để dành, có giá trị hiện tại và mai sau nó rất là lớn. Và chọn bộ sản phẩm ở đây thì sẽ bao gồm là 7 món, trong đó có một chiếc đoạn dài kích thước tính trên mặt khuôn tranh là dài 2m17, sâu 65 và cao là 1m12, hàng chân 12, và hai chiếc ghế đơn kích thước trên khuôn tranh là rộng là 1m07. Trên khuôn tranh là rộng là 1m07, sâu 65 và cao cũng là 112. Và đối diện là một chiếc văng đôi. Kích thước trên khuôn tranh là 1m47 nhân sâu 65 và một bàn trà trung tâm kích thước là 97, dài là 1m37 và hai chiếc đôn góc kích thước là 45 nhân 55. Và đây là những cái sản phẩm hàng đạt tiêu chuẩn xuất ngoại, xuất Trung Quốc, và ở giai đoạn năm 2016-2017 thì đây là một trong những cái món hàng, một trong những cái sản phẩm được rất là nhiều các thương lái Trung Quốc đã về trực tiếp thu mua. Và cái kỹ thuật hàng ngang ở đây thì là một trong những sản phẩm hàng mộng thủng và được tháo lắp toàn bộ. Và chọn bộ sản phẩm thì được bên Kinh Bắc chúng em sản xuất và gia công theo đơn hàng của gia đình nhà anh Hiệp đến từ khu vực Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và anh Hiệp thì cũng cách Kinh Bắc bên chúng em khoảng chừng là 7 cây số. Đó, anh có đặt từ tháng 8 âm lịch. Và hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 20 tháng Chạp năm 2023, thì bên em đã chính thức là dựng xong và gắn toàn bộ các chi tiết một để dựng lên một bộ ghế và hoàn thiện cho gia đình anh Hiệp. Và trước khi hoàn thiện thì bên em sẽ quay về phần mục thô để cho các bác chiêm ngưỡng được về cái dòng gỗ hương bông sần, một trong những cái chất gỗ có tính ổn định và độ bền cực kỳ cao. Và cái dòng gỗ hương sần này thì có một cái chất gỗ nó cực kỳ đanh, lặng gỗ và có độ bền và độ chịu nhiệt rất là cao, và cái giá thành của nó thì cũng sẽ rất là cao nha các bác. Đó, hàng này là hàng của để dành và có giá trị hiện tại và mai sau. Đó, và cái không gian mà để kê một bộ bàn ghế như này thì các bác mất một chiều là khoảng độ từ đây sang đây là khoảng độ 3 mét 2. Đó, 3 mét 2. Và cái chiều sâu là khoảng độ 3 mét thì các bác có thể là kê vừa thoải mái một bộ sản phẩm 7 món như này. Và cái giá thành của bộ sản phẩm này thì bên em sẽ công khai luôn ở đây là 115 triệu cho một bộ 7 món. Đó, hàng khuôn tranh là toàn bộ là hàng tháo rời, mộng thủng, chân 12. Với độ dày của khuôn tranh là độ dày là 2 phân 7. Và ván thì toàn bộ là ván mặt, mặt bàn này, mặt đoạn, mặt ghế, mặt đôn là 1 phân 1. Và được bên em chạy thang hét toàn bộ. Với những cái sản phẩm hàng xuất Trung Quốc ấy, thì khách Trung Quốc là một trong những khách hàng cực kỳ là kỹ tính, thì toàn bộ các cái đường mộng nó phải cực kỳ bén nha quý vị. Đây quý vị nhìn này ạ. Đó, những cái đường mộng cắt mòi này nó bé như một sợi tóc và được bên em gia công với một cái kỹ thuật hàng ngang rất là cao. Và hơn nữa là về cái chất gỗ hương bông sần thì khi mà chọn được một bộ nhiều sần như này thì rất là khó. Đó, rất là khó khăn, và để lựa gỗ này cũng rất là lâu nha quý vị. Đó, rất là lâu luôn. Hàng ván mặt là dày là 1 phân 1, vách tựa cũng là dày 1 phân 1 và được bịt hai mặt. Và cái bản trương ở bên trên thì bên em làm bản trương là bản 6 phân. Và cái mẫu này thì gia đình nhà anh Hiệp cũng có yêu cầu là làm trương nó cao hơn, tức là cái dáng ghế nó sẽ cao hơn so với những cái sản phẩm bình thường là 7 phân. Cao là 112 cm, tức là 1m12. Chiều rộng ghế tính trên khuôn tranh là 1m07, sâu là 65. Và khi mà quý vị mà cộng thêm cái phủ bì từ chân bên này sang chân bên kia là quý vị cộng thêm là mỗi chiều 5 phân. Và cái loại hương bông sần này thì khi mà quý vị dùng ấy, thì rất là yên tâm về cái độ co ngót gỗ, thì cực kỳ là lặng gỗ, tòm gỗ rất là mịn và chất gỗ thì cực kỳ là cứng. Vì vậy là về cái mặt ổn định của gỗ nó đã vào cái trạng thái nó rất là tốt rồi thì quý vị sử dụng thì rất là yên tâm. Và hơn nữa là toàn bộ các cái kỹ thuật mộng mạng là được bên em làm là hàng mộng tháo rời theo lối mộng tàu, và sau đó thì gia đình nhà anh đã xuống kiểm tra, nó bóc tách từng chi tiết một. Đó, điểm nào mà không hợp lý thì bên em sẽ thay luôn cho anh. Và toàn bộ các cái phần khuôn tranh này các bác nhìn này, nó toàn bộ là mộng thủng hết đây. Đó, mộng tàu. Và khi mà làm mộng như này thì sẽ thứ nhất là lâu công và thứ hai là về cái tính ổn định và cái tối ưu hóa về cái mặt co ngót ấy, nó rất là tốt, đảm bảo cho các bác sử dụng thì rất là yên tâm.
Và chân bên dưới này thì bên em làm theo kiểu là chân quỳ và có kích thước chân là chân vuông 12. Đó, chân 12. Và cái phần yếm tứ diện là được bên em là soi theo kiểu mái chai. Đó, soi bo như này thì khi mà làm như này thì rất là tốn gỗ và độ dày là 2 phân 7, 2 phân 8. Đó, khoảng độ là 3 phân cưa. Rất là dày dặn. Với cái sản phẩm hàng được làm theo lối hàng Trung Quốc như này thì không cần cái ván dày. Đó, hàng vừa đủ về cái mặt tiêu chuẩn về độ dày và hơn nữa là về cái kỹ thuật hàng ngang nó đánh giá cao hơn. Là cái sản phẩm này thì được làm với một cái kỹ thuật mộng và một cái kỹ thuật hàng ngang nó rất là cao và cực kỳ tốn công. Và cái chất gỗ ở đây thì cũng được sử dụng đó là dòng gỗ hương, hàng hương bông sần. Như này thì nó rất là giá trị cho các bác. Và các bác nhìn nhé, hàng sần rất là nhiều nhá, rất là nhiều sần xước đấy ạ. Và cái con hàng như này thì khi mà các bác sở hữu được thì coi như là một cái của để dành cho con cháu hoặc là cái giá trị nó sẽ để lại hiện tại và mai sau nó cũng sẽ rất là lớn. Và cái bộ ghế được làm theo lối hàng tàu như này thì hiện tại thì cũng rất là ít cơ sở làm bởi vì là ở cái chất lượng của gỗ nó sẽ rất là cao, vì vậy là cái giá thành nó cũng sẽ đẩy lên. Hàng này là hàng xuất Trung Quốc là chính và hiện tại thì các thương lái Trung Quốc thì đã sang Việt Nam ít hơn. Đó, ở giai đoạn 24 cho đến 28 ấy thì những cái bộ ghế như này thì được rất là nhiều thương lái săn lùng và tìm mua. Và trước kia thì bên em cũng sản xuất rất là nhiều những cái sản phẩm như này, bộ truyện tranh hoặc là những cái bộ sơn thủy. Nó được rất là nhiều các bác ở Trung Quốc đã sang thu mua. Và ở cái thời điểm hiện tại thì khi mà làm một bộ như này thì mất khoảng độ là 4 tháng, 4 tháng trời dựng lên một bộ truyện tranh hàng đỉnh cao. Nó chọn gỗ từ khâu chọn gỗ để làm sao gỗ đều và nhiều sần xước nhất, đó, dựng lên một bộ ghế cho các bác thì rất là tuyệt vời. Và giá thành là 115 triệu đồng cho một bộ sản phẩm bao gồm là 7 món nha các bác. Đó, 7 món. Cái giá thành này thì nó sẽ ngang và tương ứng nó gần bằng cái gỗ hương Lào hoặc là gỗ hương Việt. Đó. Và cái chất gỗ thì nó sẽ không kém loại hương Việt hoặc hương Lào đâu các bác. Nó rất là cứng, rất là bền và có cái tính ổn định rất là cao. Và các bác mà quan tâm thì các bác có thể được gọi điện trực tiếp cho Kinh Bắc bên chúng em qua số hotline đó là 0868 8240. Và cơ sở bên em thì có địa chỉ ở thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, các bác ở gần thì các bác có thể là qua trực tiếp với Kinh Bắc để được tham khảo, lựa chọn. Và các bác mà yêu thích sự đơn giản, cái giá trị cốt lõi thì các bác có thể là liên hệ để bên em tư vấn và trao đổi cụ thể hơn về cái sản phẩm bộ bàn ghế mộng truyện tranh. Và clip ngày hôm nay thì ở bên Kinh Bắc chúng em cũng xin phép là được kết thúc tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip giới thiệu những cái sản phẩm tiếp theo.